Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. 91 mùa xuân đất nước ta có Đảng. Nhân viên y tế tỉnh Hải Dương sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch. Các địa phương mở rộng xét nghiệm truy vết COVID-19. Hưng Yên nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Mới đây tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với chủ đề Khát vọng tỏa sáng. Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo các bộ ban ngành đã đến dự. Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây là mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Khát vọng tỏa sáng ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào của nhân dân thủ đô trước những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, mở ra nhiều triển vọng mới trước thềm xuân Tân Sửu, góp phần tạo nên không khí vui tươi phấn khởi của toàn Đảng toàn dân và toàn quân chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Thưa quý vị và các bạn, 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như hiện nay. Câu nói này đã kết tinh được thành quả những trái ngọt sau 12 kỳ Đại hội Đảng. Và mới đây nhất, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 thành công rất tốt đẹp, tiếp tục là sự khởi đầu thuận lợi, đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, khởi sắc hơn. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những nguyên nhân thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa diễn ra. Chuẩn bị văn kiện là một trong những công tác khó nhất trong mỗi kỳ đại hội. Văn kiện trình đại hội 13 đã được chuẩn bị trong một thời gian rất dài, từ năm 2018, sửa đến hơn 80 lần. Lấy ý kiến nhiều vòng, nhiều bước đã kết tinh được trí tuệ tâm huyết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Chính vì thế, khi trình ra đại hội, các ý kiến tham luận góp ý vào văn kiện đều rất tập trung. Trên cơ sở đó, nghị quyết đại hội 13 được thông qua trên tinh thần thống nhất rất cao, trong đó nổi bật là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường xây dựng thành công nổi bật thứ hai của đại hội 13 chính là công tác nhân sự. Cũng giống như văn kiện, công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ. Vì thế đến đại hội, các đại biểu với trách nhiệm cao nhất với lá phiếu của mình đã bầu một lần đủ ban chấp hành trung ương khóa 13 với sự thống nhất rất cao. 200 đồng chí trong ban chấp hành khóa mới đều là những đồng chí tiêu biểu nhất về năng lực, phẩm chất, trình độ và uy tín trước Đảng, trước nhân dân. Đại hội 13 với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ đã kết thúc sớm 2 ngày so với chương trình đề ra, đã thành công rất tốt đẹp. Bây giờ chúng ta vui vẻ, đúng rồi, cái quan trọng hơn, sắp tới phải đưa nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào. Chứ vừa qua kiểm điểm là cái khâu chỉ đạo thực hiện vẫn là khâu yếu, nên phải thể chế hóa, phải cụ thể hóa thành những cái chủ trương chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới thống nhất. Nó phải ra của cải vật chất kìa, nước phải giàu, dân phải mạnh, đời sống của nhân dân sung sướng hơn, thế mới gọi là thành công của đại hội. Sự thành công của Đại hội Đảng 13 đã khơi dậy khát vọng mới, khí thế mới, quyết tâm mới, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13, trong đó có đích đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng vào năm 2030, nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong không khí Tết đến xuân về, diện mạo nông thôn mới ở các địa phương của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên như được thay da đổi thịt bởi những con đường bê tông trải dài. Và đây là thành quả của sự chung sức đồng lòng giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên khí thế phấn khởi, vui mừng trước mùa xuân mới. Dọc tuyến đường của thôn Hạnh Lâm, xã Mai Động là những bờ tường bao cánh cổng mới được người dân tự xây dựng lùi lại để dành phần đất mở rộng.
gác lại những khó khăn, toàn bộ các hộ dân ở đây đều đồng lòng ủng hộ với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Người góp công, người hiến đất, người ủng hộ vật chất để con đường hoàn thành vào tháng 3 năm 2020, ngay sau khi đại hội đảng bộ xã thành công. Xây dựng lại cái con đường này cho nó khang trang thì nói chung là dân rất phấn khởi, rất tự giác, tình nguyện là hiến đất vào để cho nó rộng. Không khí những ngày thi công cuối năm trên công trình đường giao thông ở thôn Đức Phú, Đức Hợp đang được đẩy nhanh tiến độ. Con đường có chiều rộng 4 mét, nay được mở rộng thành 8 mét. Vốn dĩ các diện tích mở rộng này đã được người dân canh tác trồng cây lâu năm, nhưng khi có chủ trương mở rộng đường thì các hộ dân đều đồng thuận giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để công trình sớm được hoàn thành. Xây dựng tuyến đường để góp phần thuận tiện cho việc đi lại giao thông cũng như là vận chuyển hàng hóa. Mặc dù công trình thì cũng chưa được hoàn thiện xong, về tâm lý của bà con thì rất là phấn khởi và tin tưởng vào đường lối của Đảng. Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt, là động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Kim Động đã tranh thủ nguồn vốn, đa dạng các nguồn lực để hoàn thành nâng cấp, sửa chữa và hoàn thiện hơn 50 km đường liên xã, gần 100 km đường trục thôn kể từ khi bắt tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả này là nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên và sự ủng hộ của người dân. Điển hình như các đảng viên Lê Tuấn Sơn, thôn Nho Lâm, xã Mai Động, đảng viên Đinh Văn Lân, thôn Tả Trung, xã Chính Nghĩa. Đây đúng là một chủ trương đúng, cho nên là Ban Thường vụ Huyện ủy với tinh thần là xác định chỉ đạo làm sao mà cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực ra chính là người dân được thụ hưởng với tinh thần là chủ thể, vì vậy là có rất nhiều cái chỉ đạo quyết liệt nhưng mà cũng tạo sự đồng thuận bởi sự dân chủ minh bạch công khai. Khi ý đảng lòng dân được hợp nhất, phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ở Kim Động, giúp huyện sớm hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai. Ngày 2 tháng 2 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tiếp nhận tiền mặt và trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 từ tập đoàn Ecobuck với tổng giá trị 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cổ phần Ecobuck Hải Dương trao tặng cho tỉnh Hải Dương 10.000 bộ test chẩn đoán virus SARS-CoV-2 trị giá 5 tỷ đồng. Đồng thời tài trợ toàn bộ hệ thống trạm xử lý nước thải y tế cung cấp vật tư hóa chất và chi phí vận hành trong thời gian chống dịch cho Bệnh viện Dã chiến số 3 tỉnh Hải Dương. Đây là những hoạt động thuộc chương trình lá chắn phòng dịch COVID-19 với thông điệp càng khó khăn càng lan tỏa yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng mạnh mẽ hơn, thể hiện quyết tâm đồng hành chung tay cùng cộng đồng chính phủ đẩy lùi dịch bệnh. Các địa phương phải nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn, phải song song vừa lấy mẫu, vừa khoanh vùng, vừa truy vết, nếu không truy vết được, phải thực hiện giãn cách xã hội. Và đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 2 tháng 2. Gia Lai và Bình Dương là hai tỉnh chưa có kinh nghiệm trong phòng chống dịch. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ cử hai nhóm xét nghiệm và điều trị hỗ trợ. Chỉ riêng trong hôm nay, Gia Lai đã ghi nhận thêm 7 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 13 trường hợp trong 3 ngày. Qua phân tích, truy vết cho thấy ca bệnh đầu tiên tại Gia Lai đã xuất hiện cách đây 14 ngày. Chúng ta phải thay đổi cái chiến thuật trong vấn đề về phòng chống và nâng cao hơn một mức trong phòng chống và nhanh hơn một mức trong phòng chống. Tôi nhắc các địa phương là các đồng chí phải hết sức lưu ý vấn đề này. Tại sao phải thay đổi? Trước đây, ví dụ như chúng ta tính toán tất cả những cái phương án đưa ra, thì chúng ta thấy rằng là nếu những địa phương nào truy vết được, chúng ta truy vết, những địa phương nào không truy vết được, chúng ta phải áp dụng ngay những cái biện pháp giãn cách xã hội ở trong một cái khu vực rất hẹp nhất định. Thế và đồng thời nữa, cần thiết thì phải lấy mẫu trên diện rộng. Đối với hai ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh, Bộ Y tế yêu cầu hai tỉnh này cần tăng tốc việc xét nghiệm. Đối với Hải Dương cần xem xét việc xét nghiệm đối với người dân xung quanh thị xã Chí Linh và thành phố Hải Dương, bởi chủng mới lây lan nhanh hơn 70%, trong khi có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và khai thác tiền sử bệnh nhân. Khi đến các bệnh viện là các bệnh nhân không có triệu chứng. Thế do vậy mà tôi đề nghị là các bệnh viện lại phải quay trở lại cái khai thác tiền sử. Trong cái dịch tễ này, thì cái đợt này là dịch tễ học của
vấn đề của các vector ấy là chúng ta thấy rõ. Đấy, cho nên là đề nghị các bệnh viện của chúng ta phải tập trung khai thác kỹ, mà đa số bệnh nhân tất cả đến khám là các đồng chí phải khai thác bệnh sử tiền sử hết. Đối với Hà Nội, Bộ Y tế đề nghị đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và điều phối mẫu, tránh tình trạng dồn mẫu vào một đơn vị. Về vấn đề điều trị và xét nghiệm, các địa phương phải chủ động với phương châm 4 tại chỗ. Bộ sẽ hỗ trợ những khó khăn về con người và trang thiết bị. Ngày 2 tháng 2, làm việc với lãnh đạo một số sở ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, người dân Hòa Bình hiện vẫn còn có tâm lý chủ quan, thiếu hợp tác trong khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định đối với các trường hợp tiếp xúc gần. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực của ngành y tế còn thiếu và yếu, khó đáp ứng được yêu cầu khi dịch bùng phát. Do đó, các đơn vị địa phương trên địa bàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, phát tán thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận. Ngay sau cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học kể từ ngày 3 tháng 2 cho đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2021. Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục tiến hành vệ sinh khử khuẩn trường lớp, phối hợp cùng phụ huynh học sinh trong việc quản lý chăm sóc và phòng chống dịch cho học sinh, sinh viên theo quy định. Tỉnh Phú Thọ cũng đã quyết định không tổ chức phần hội tại lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2021 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang diễn biến phức tạp. Đại diện Sở Y tế Hải Dương nhận định số bệnh nhân mắc COVID-19 trong tỉnh có thể tăng nhanh trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhân lực y tế của các cơ sở tuyến đầu sẽ không đáp ứng đủ theo dự báo. Và hiện nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã sẵn sàng chi viện cho tuyến đầu chống dịch. Chị Nguyễn Thị Phượng là một trong hai nhân viên được huấn luyện về chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm của trạm y tế phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương để tăng cường nhân lực cho tuyến đầu chống dịch. Dù Tết Nguyên đán đang đến gần, gác lại những công việc gia đình, chị đã sẵn sàng chi viện cho đội ngũ cán bộ y tế của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tình hình dịch rất là căng thẳng thì cá nhân tôi đã được là một trong 4 nhân viên của trạm đã được điều động đi tăng cường ở bên Chí Linh và bên Thạch Khôi. Thì qua những ngày chống dịch vừa qua thì cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì chúng tôi luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi mà có lệnh điều động. Cùng với chị Phượng còn có 2 nhân viên khác đang luân phiên tăng cường tại các khu cách ly tập trung. Trạm có 6 cán bộ, nhân viên thì đợt này đã có đến 4 người tăng cường cho tuyến đầu chống dịch. Anh em đi tăng cường cũng rất là yên tâm. Ngoài cái việc được sự động viên của trạm thì các đồng chí cũng yên tâm về công việc của mình, ở nhà cũng có người đã đảm nhiệm thay mình. Không chỉ ở các địa phương, với tinh thần chia lửa cùng tuyến đầu chống dịch, Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương là một đơn vị nhanh nhất đã có danh sách 30 y bác sĩ sẵn sàng chi viện theo lệnh điều động của ngành. Ngày 29 là chúng tôi đã có danh sách rồi. Ngày 30 là khi mà Sở Y tế yêu cầu là bệnh viện cũng đã cử được đoàn cán bộ là tham gia công tác phòng chống dịch cho bệnh viện Đại trường Đại học Y tế Hải Dương. Nên là anh em đi thì cũng rất là tự tin, phấn khởi. Và trước khi đi thì lãnh đạo bệnh viện cũng xuống là gặp gỡ rồi là tuyên truyền, rồi vì đây nó là cái dịp giáp Tết. Nên cho nên là khi là đi xác định là sẽ phải ở đấy ít nhất là khoảng 24-28 ngày theo cái quy định. Vừa là tham gia chuyên môn rồi lại vừa khi phải thực hiện giãn cách. Theo Sở Y tế tỉnh Hải Dương, các bệnh viện và trung tâm y tế trong tỉnh đã gửi danh sách các y bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng tăng cường chống dịch với số lượng 56 bác sĩ, 88 điều dưỡng, 17 dược sĩ và 34 nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn, sẵn sàng lên đường chi viện cho vùng dịch. Với họ, năm nay không có Tết, Tết chỉ đến khi dịch đã được dập tắt và sức khỏe người dân được đảm bảo an toàn. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giá vé máy bay cao điểm Tết trục thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đang rẻ kỷ lục. Cụ thể, hãng bay Vietjet Airlines đưa ra vé 2,5 triệu đồng khứ hồi đã bao gồm thuế phí. Kế đến là Vietnam Airlines với giá vé là 3,4 triệu đồng.
Cùng chặng bay Vietjet Air có giá vé khoảng 3,4 triệu đồng, Bamboo Airways là 4,7 triệu đồng. Tính trung bình vé khứ hồi Tết cuối tháng 12 năm 2020 đắt hơn khoảng 3 triệu đồng so với hiện tại trên trục bay thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Theo Cục Hàng không, giai đoạn Tết 2021, các hãng có kế hoạch khai thác hơn 1.000 chuyến bay nội địa một ngày, tăng 28% so với cùng kỳ Tết năm trước. Đối với ngành đường sắt, các hành khách đã mua vé trong thời gian từ ngày 2 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 2 có nhu cầu đổi trả cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa. Và theo đó, hành khách có thể sẽ lựa chọn hai phương án như sau. Thứ nhất, bảo lưu vé trong thời gian 1 năm kể từ ngày khởi hành in trên vé. Trong trường hợp hành khách có nhu cầu thay đổi thời gian và hành trình đi tàu sẽ được miễn phí chuyển đổi hành trình, chỉ trả chênh lệch giá vé nếu có. Thứ hai, đối với hành khách có nhu cầu trả vé, ngành đường sắt sẽ thực hiện hoàn tiền cho hành khách sau 90 ngày kể từ ngày trả vé. Hành khách thực hiện việc bảo lưu trả vé tại các nhà ga hoặc trả vé online qua website dsvn.vn ít nhất trước 24 giờ so với giờ khởi hành. Việc hỗ trợ chỉ áp dụng một lần đối với một vé. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo giao thông và đặc biệt là chống bến cóc xe dù tại khu vực trước các bến xe khách, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang triển khai kế hoạch lập 7 chốt tuần tra ngay tại các bến xe lớn trên địa bàn thành phố. Nhiệm vụ chính là phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của bến xe, giám sát kiểm tra xử lý xe khách ra vào bến xe vi phạm các quy định vận tải, trong đó có dừng đỗ, bắt khách, chở quá số người quy định, không cho các xe không đảm bảo các quy định vận tải, phòng chống dịch COVID-19 xuất bến. Theo Bộ Công Thương, trong tháng 1 năm 2021, xuất khẩu dệt may da giày đã giữ được đà tăng trưởng xuất khẩu và duy trì được nhịp độ sản xuất ngay từ tháng đầu năm. Cụ thể, sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 20,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại ước đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, dệt và may mặc đạt 26 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Theo đánh giá, trong 1-2 năm tới, thị trường dệt may tiếp tục khó khăn. Tuy nhiên, ngành dệt may đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn từ các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là tiềm năng xuất khẩu đến các thị trường lớn trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang được các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp tích cực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Năm nào cũng vậy, công ty này luôn dành một phần quỹ phúc lợi để chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ, người nghèo trên địa bàn tỉnh. Năm nay, mặc dù dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhưng đến thời điểm này, 600 phần quà được công ty chuyển tới các địa chỉ cần thiết để trao tặng. Mọi năm ban giám đốc cắt cử rất là nhiều các phòng ban liên quan đi trao tặng cùng, nhưng năm nay vì dịch bệnh COVID cho nên là cũng chỉ cử đại diện công ty đến trao trực tiếp cho bên chỗ trung tâm, sau đó nhờ trung tâm trao giúp đến tận các đối tượng được nhận. Năm nay công ty tặng khoảng gần 600 suất quà với số tiền gần 400 triệu đồng. Những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tỉnh luôn quan tâm và huy động nhiều nguồn lực để chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ. Năm mới này đã có trên 700 gia đình người có công, hộ nghèo được tỉnh, các doanh nghiệp địa phương hỗ trợ hoàn thành xây nhà ở kịp đón Tết. Hoàn cảnh tôi theo chồng thì tai biến rồi bệnh tật, bệnh viện liên tục, nhờ tỉnh rồi là các cấp chính quyền xã và thôn là giúp đỡ gia đình tôi bây giờ có cái nhà ở. Tết này thì là gia đình tôi được đón Tết trong nhà mới rồi, không phải lụp sụp khổ như ngày xưa nữa. Năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã tham mưu với tỉnh trích ngân sách gần 35 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công và thân nhân người có công, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đón Xuân Tân Sửu là dịp để các địa phương, đơn vị, các nhà hảo tâm thăm hỏi tặng quà cho người nghèo, các gia đình chính sách. Ngoài cái tiêu chuẩn quà của Chủ tịch nước, thì đối với người có công, tỉnh quan tâm mức quà
được 900.000 đồng, trong đó có quà và tiền mặt. Các đối tượng bảo trợ xã hội, chẳng hạn như là các cái đối tượng nuôi dưỡng tập trung đối với ngành lao động là trên 800 trường hợp, thì năm nay là cũng đặc biệt tỉnh quan tâm cái nâng mức hỗ trợ lên 300.000 đồng một đối tượng. Sự chung tay của toàn xã hội sẽ góp phần tăng cường nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy và thể hiện sâu sắc tinh thần lá lành, đùm lá rách, lan tỏa tình cảm yêu thương của cả cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.